vâng em về được một con âm đi nhá, Pioneer 709 nhá. 709 nhá. Con con này quý vị xuất trên mạng là, là sẽ biết nhá. Con này tiếng rất hay. Vâng. Đấy, đây của nó về hàng về thì nó là đẹp trai luôn. Đấy. Công suất của nó là Công suất của nó là 130W nhá. Đấy, 130W. Vâng. Đấy, con này thì tiếng của nó tuyệt vời luôn, đánh tiếng hay lắm. dòng Pioneer này tiếng mình rất hay hàng về của nó thì mặt mũi thì ok nhá đây quý vị nhìn này đây. con này có gãy một cái núm này nhá vâng gãy một cái núm này thì em bán giá thanh lý nhá con này bây giờ nó rơi khoảng tầm 4 triệu 9 gì đấy Vâng 4 triệu 8 4 triệu 9 gì đấy giá thị trường đây, bọn này ít khi sử dụng lắm chủ yếu là tỉnh bát chết này thôi đây chủ yếu thì em cũng sử dụng mấy cái nút volume này đây, nút function này bát test này thế thôi vâng con này thì tiếng phải nói tiếng đánh rất hay à, <laughs> Con này thì em để giá thanh lý thôi nhé Giá của nó là 3 triệu 650 nghìn nhé Và quý vị nào lấy thì alo cho em Và thanh lý nỗ lặng à, Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé Số điện thoại là 0966 594 581 Hoặc quý vị có thể qua trực tiếp địa chỉ hàng em Theo địa chỉ số 57A Phố Nguyễn Hoàng Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Để xem và mua hàng Vâng, quý vị nào lấy thì ở xa, ở tỉnh xa thì có thể đặt cọc cho em nhé. Vâng, quý vị có thể đặt cọc 1 triệu nhé. Số còn lại em sẽ nhờ nhà xe hoặc là đơn vị uh, Viettel thu lốt phí ship là khách hàng chịu nhé. Dạ vâng, em uh, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em. Dạ vâng, em xin cảm ơn.